chưa thấy các bạn nào mới ra các bạn, chưa thấy bạn nào mới. Cho hai bạn đỏ này. Đấy, giá 8 triệu. Đều nhau thật đấy. À bạn này giật đi cái các bạn này. Đấy. Bạn này giật đi cái. Đấy, đỏ cái ra 8 triệu. Tai to. Này, bạn này chạm hơi dày, đôi khóa trái. Này nặng hơn đấy nhỉ? Này nặng hơn mà, chắc hơn. To hơn. À, bạn này nhạt hơn này. À, hai bạn đều trắng ngực. Đều tai nhỏ. Hai bạn này đều tai nhỏ hết các bạn. Đấy. Hey, bạn này đốm lưỡi nha. Đấy. Đỏ được đốm lưỡi được khóa trái. Tai dựng. Bạn này nuôi quá tuyệt vời luôn. Quá đẹp. Bạn nào bác nào không mua là hơi tiếc. Thế con nông trơn này bao nhiêu chị? 8 triệu hết anh ạ. 8 triệu hết á? Ôi con này làm sao được 8 triệu. Cái. Cái cọc đuôi. À cái cọc à? Vâng cọc đuôi. Con này cọc đuôi. Con này là cọc đuôi. Hay vậy? Một được được thì xù cái thì cọc. Điểm khác nhau. À, thế khác đàn chứ chị đúng không? Cùng đàn luôn. Cùng đàn luôn. À. Để giỏ nha. Con này nào? Chắc được 3 cân nhỉ mày. Con này lông dài hơn, xù dài hơn. Cái xù dài hơn. À đây mới ra này. Cho nhờ đi. Con này bao nhiêu ấy? 8 triệu. Con này 8 triệu rồi. Trắng tinh đấy. Mũi hồng, tai nhỏ, tai dựng. Được cái đấy. Cái. Cái à? Cái trắng. Cái rồi. Xù tít, giá 8 triệu. Lại mũi hồng. Lại một em mũi hồng, xù dài. Con này gần tầm 2 tháng rưỡi nhỉ? Gần 3 tháng đấy. To mập này. Này, dài nào. Hơi nhát, đến chợ nhìn thấy hơi nhát. Nhà em à, chó nhà em. Em để ở ngoài ấy. Em để đằng sau nhà ấy. À rồi. Con bố mẹ nó có trắng không ạ? Trắng quá à. Bố mẹ đỏ. Bố mẹ đỏ á? À, đỏ da trắng à. Dạy chưa? Dạy nào, dạy nào, dạy nào. Dạy xem đuôi nào. Đuôi anh đẹp lắm này. Chắc ngủ đống giò lại mất lông rồi. Không phải đâu, nó bị một cái mụn ở đây, em chữa cho nó ấy. À, mụn à? À. Em bôi ấy đấy, em bôi cái thuốc lao ấy, nên lông nó bị màu này đấy. À. Còn nó là màu trắng. À. Đâu nhỉ, cái ảnh. Đuôi đẹp thế nhỉ. Bạn này mắt xanh, hơi hơi xanh các bác ạ. À. Giá 8 triệu. Mập lắm. 80.000 này. Nào bế lên xem nào. Này này khoảng 5 cân rồi đấy. Khá là nặng. Giờ tính cái xù đẹp này. Bạn này xù tiết mù đẹp. Nó là rất đẹp luôn. Không, con này không bị sao đâu. Đấy, đâu không phải đâu, chắc không phải đâu. Bởi vì ở nhà không bị đâu. Bị, con này bị ghẻ. Con này được rồi. Chắc nó bị mất lông thôi. Không phải ghẻ hay sao? Không bị ghẻ đâu, bị mất lông thôi. Em không hay xử cháu lắm. Lại bạn này lại rất đẹp. Lại đẹp rồi. Nhà ông Vinh đúng không? Ôi, chó nhà ông Vinh không? Mà cho đẻ nhanh thế nhỉ? To đúng rồi. Rồi, toàn cảnh chợ chó ngày hôm nay.